Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái project trong Visual Studio sử dụng cái ASP.NET MVC Framework. Yêu cầu của cái bài trong cái project này, cái bài hướng dẫn này, thực ra nó là tôi hướng dẫn các bạn làm cái bài thu hoạch thứ nhất. Đây là một cái yêu cầu đơn giản nhất khi mà xây dựng một cái ứng dụng thuộc cái loại web application. Thì trong cái ứng dụng của mình ấy, nó chỉ có bốn cái mục tiêu chức năng, tức là bốn cái chức năng thôi, là bốn chức năng tương ứng với bốn cái trang web ấy, ha. Thứ nhất là nó sẽ hiển thị cái thông tin về công ty, tức là about. Cái thứ hai chính là services. Trang thứ ba chính là portfolio, và trang thứ tư chính là contact. Ở đây ấy thì mình chủ yếu là mô tả cái việc tương tác, tức là ứng với một cái click được mà người dùng tác động lên trên ứng dụng web ấy, thì nó sẽ tương ứng với một cái request về cho chương trình. Và cái thành phần đầu tiên như mình đã học ấy là controller, nó sẽ tiếp nhận request, phân tích và nó sẽ trả về một cái view. Đó, như vậy cái mục đích của cái project này là các bạn làm quen với việc tạo control, tạo view để thực thi trong cái chương trình của mình. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, đúng không? Thế thì trước khi mà làm ấy, thì vài vấn đề nho nhỏ về lý thuyết. Thì trong cái bài lý thuyết mình đã được học rồi, đúng không? Thì mình nhớ rằng một controller ở trong một cái project mà sử dụng ASP.NET MVC framework ấy, thì nó có mấy cái vấn đề chính mình cần phải lưu ý ha, mấy vấn đề đơn giản thôi. Thứ nhất thì mỗi một controller là một cái class được thừa kế từ một cái lớp tên là controller do Microsoft nó tạo sẵn, cất trong cái thư viện MVC thuộc web, thuộc system của .NET framework. Cái vấn đề thứ hai á, là một controller thì nó cho phép tương tác với cả model lẫn view. Đấy, trong trường hợp này mình tạo ra controller để tương tác với view thôi, tức là mình chưa có gì đụng chạm đến model hết ha. Trong bài kế tiếp mình sẽ làm liên quan đến model. Vấn đề thứ ba tức là trong mỗi một controller thì nó bao gồm các cái phương thức thuộc loại công khai, tức là những cái public method. Và những cái public method của controller nó để phục vụ cho một cái mục tiêu cụ thể nào đó của người dùng, tức là người ta còn gọi nó bằng cái tên đặc biệt, tức là action method ha. Vấn đề thứ tư chính là cái quy ước mỗi một controller thì nó phải đặt tên theo ý của mình, nhưng mà nó luôn luôn phải có hậu tố là controller, tức là cái phần cuối cùng của tên ấy, nó luôn luôn phải là chữ controller để giúp cho cái bộ định tuyến ha, nó chạy, nó xác định cho nó thuận tiện. Đó. Và vấn đề cuối cùng tức là mỗi một controller phải được đặt trong cái folder ở cái mức root level, tức là cái mức cao nhất trong cái cấu trúc của ứng dụng ấy ha, ở trong cái folder controller. Đó, đây mấy điều này làm trước lý thuyết mình nói mình nhớ. Vấn đề thứ tiếp theo nữa tức là khi tạo controller thì thay vì ứng với các cái URL được truyền từ ngoài internet vô, các bạn phải phân tích cái URL đấy để quyết định việc xử lý. Thì trong .NET framework nó cho phép mình ánh xạ các cái đường định tuyến ha, để tự động xử lý các cái URL đấy theo cái nguyên tắc mà mình chỉ định, người lập trình chỉ định. Và mặc định thì nó tạo ra một cái map root với tên là name, đúng không? Name của nó là default. Thì mình thấy rằng là một cái map root nó gồm 3 thành phần. Thứ nhất là tên của cái đường định tuyến đó. Thứ hai nữa là cái URL pattern, đúng không? Tức là các bạn muốn nó bao nhiêu thành phần. Và thường thì các thành phần thì quy ước là dấu xuyệt, đúng không? Ví dụ trong minh họa này thì mình thấy rằng nó gồm 3 thành phần là controller, action và ID. Đó. Và nếu như với URL pattern như thế thì bên dưới mình sẽ phải tạo ra một cái object của cái anonymous class với 3 thuộc tính tương ứng với 3 thành phần của URL pattern. Ở bên trên cái thành phần thứ nhất là controller thì bên dưới này cái thuộc tính đầu tiên của anonymous class chính là controller với value bằng home. Đó. Cái bên trên cái thành phần thứ hai của URL pattern nó là action, thì
thành thuộc tính thứ hai của cái anonymous class mà mình sẽ tạo chính là action, và cái giá trị mặc định mình đưa vào là index tùy mình nha các bạn, index. Với trường hợp cuối cùng bên trên đặt là ID thì bên dưới mình cũng đặt tên của cái tham số này là ID, và ở đây có thể dùng cái enumeration URL parameter với tính chất giá trị chọn hay là optional, có nghĩa là có thể truyền ID hoặc không truyền ID cũng được, đúng không? Cái này thì lý thuyết mình học rồi, đây tôi chỉ nhắc lại, đây là những cái đặc điểm mình phải lưu ý ha. Vấn đề thứ hai tức là khi tạo view thì view nó có Razor syntax. Mục đích của Razor syntax là cho phép viết C# trên cái view, cái tập tin C# CS, HTML của mình nhá. Đó, viết code lập trình trong nó được. Thế các bạn chỉ cần dùng A còng để chỉ ra cái lệnh, hoặc là A còng cho cái block có chứa các lệnh mà là C#. Đó, đúng ha. Thì bằng nhiên thì khi mà chạy á, trình biên dịch nó sẽ dịch, nó chạy, nó dịch tất cả các mã C# mà được đặt trong cái Razor syntax, và nó sinh ra kết quả, nó kết hợp kết quả đấy với HTML để nó gửi xuống cho trình duyệt của người dùng. Thì cái này trước lý thuyết mình cũng đã nói rồi. Và vấn đề cuối cùng tức là khi mà dùng làm view thì phải biết về HTML helper, đúng không? Thì HTML helper thì nó cũng sẽ tạo ra các HTML control thôi. HTML control do các bạn học trong cái môn mà web design, đúng không? Và các bạn thấy cột bên trái này, cái phần màu đỏ đó, đó chính là HTML helper, nó quy ương như vậy. Thì HTML helper nó được tạo ra với mục tiêu quan trọng nhất là nó giúp cho mình viết code, viết mã HTML nó ngắn gọn, đúng không? Để tạo ra cái thành phần giao diện. Cái nhất là những cái thành phần hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu ấy, nó ngắn gọn, và nó cũng cung cấp cái khả năng để tương tác giữa view với lại model tốt hơn, cho nên người ta mới xây dựng HTML helper. Vì vậy mình phải biết dùng cái này. Thì trong cái bài này mình sẽ làm quen với một cái HTML helper là cái mà action link thôi, còn những cái khác thì vẫn để các bạn tự mày mò bằng HTML như đã biết trong web design, đúng không? Còn cái thằng strongly typed HTML helper thì sau này mình sẽ đề cập đến ha. Thế thì bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mình tạo project và mình làm thử nha. Từ đây thì tôi mở cái ứng dụng Visual Studio đó. Và tôi tiến hành chọn file new, tôi tạo ra một cái project đó, tạo một cái project. Khi mà tạo thì chỗ này tôi chọn ứng dụng, loại ứng dụng là web, chọn ASP.NET web application, đúng không? Và đây tôi đặt tên cho nó, tôi gọi là cái này Minh Hòa số 1 đi, phòng 1 là tên và nơi chứa thì tùy mình nha, tôi đặt đại như vậy. Sau khi tạo xong thì chọn xong thì bây giờ tôi hôm trước là mình chọn MVC đúng không, nó tự động nó tạo ra luôn, tạo ra một cái mẫu chuẩn. Ở đây tôi hôm nay tôi chỉ khoảng làm cái chưa có gì hết là empty, empty tức là chưa có gì hết, mình sẽ tập làm từ đầu. Và trong này thì mình đánh dấu vào MVC này các bạn, một project dùng MVC, đúng không? Rồi mình ok vậy thôi. Các bạn tạo theo kiểu một cái template của hôm trước, theo cách hôm trước vẫn được nha các bạn, vẫn đúng. Đây là tôi tạo theo cái cách này. Và trong này các bạn thấy rằng mặc nhiên nó có controller, có view, đúng nhá? Đó. Thế thì đây tôi muốn tạo ra controller, thì đây tôi nhấn phải đây. Tôi nhấn như vậy theo quy ước là phải tạo trong cái controller này, add một cái, đấy chính là controller, được ha? Tôi chọn MVC controller empty và cho đây mình đặt tên thôi. Ví dụ đây mình để là default đi, tùy mình đúng không? Tôi đặt là default nha các bạn. Add đấy là mình có cái controller tên là default, đặt tên thì tùy các bạn. Trong này thì tôi có một cái là index, dự kiến của tôi là index tôi sẽ dùng để điều khiển cái trang about. Thế lúc này tôi nhấn nút phải vào trong cái đây này, trong cái phạm vi của cái action method index này tôi sẽ add view, đúng nha. Đó. Và khi mà add view đây thì tôi đặt tên cho nó, ví dụ đây tôi muốn nó là tên là index để nguyên hay là about thì tùy mình. Đây tôi để nguyên là index.
Ok, làm cái. Bây giờ tôi muốn giả sử tôi làm một loạt luôn nha. Tôi muốn có một cái reason thứ hai để cho đến services ha. Đây là pick kiểu là action. Các bạn phải nhớ lúc đầu mình chưa quen thì mình nhớ mình tập gõ để cho nó quen nha. Action reason, cái này là service. Sau đó là đây thì đương nhiên nếu mà một cái action reason, một cái method action method đấy, nó kiểu action reason thì phải trả về một view đúng không? Biết nhiều thì nó sẽ quen thôi chứ không có gì ghê gớm chỗ này hết ha. Public action reason đó, và chỗ này là tôi ví dụ tôi muốn dùng portfolio, và chỗ này thì mình cũng return view đó. Rồi tôi muốn bốn cái mà tôi sẽ làm bốn hàm. Các bạn có thể làm một cái khác, tức là các bạn tạo bốn cái tương tác, các bạn làm bốn cái controller. Ở trong ví dụ này tôi làm bốn cái nhưng mà tôi làm một controller thôi, nhưng mà bốn action để tôi điều hướng đến bốn cái giao diện khác nhau. Còn đây cuối cùng đúng không, contact cũng là public action result. Cái này là contact. Ở đây thì mình return view đó. Ok ha, nói như vậy tôi tạo ra controller rồi. Bây giờ vấn đề là ứng với controller nào thì có cái view nào. Thế chỗ này mình cái thằng view thứ nhất đây có rồi. Bây giờ cái thằng view thứ hai là services này tôi add view. Thì mặc nhiên nó tên nó trùng với tên của action của mình là services, mình ok add ha. Ở bên bên phải các bạn thấy trong cái vùng này mình có services này, có index này, đúng không? Tôi muốn tạo cho portfolio tôi nhấn phải vào đây và tôi add. Và chỗ này nó tên là portfolio, mình cũng tạo ra cái tôi có cái sysapp thứ hai này, đúng chưa? Cái thứ ba thì tôi có cái contact ha. Tôi lại add view tiếp. Đó. Đấy, tôi có ba có bốn view rồi các bạn. Đây, view index tức là lát nữa mình gọi này là about services, portfolio và contact. Bây giờ tôi code thì tôi cần đưa vào đây, cho nên là để cho nhanh tôi sẽ mở, tại trong mục tiêu của bài này không không dạy làm web design đúng không? Cho nên tôi lấy tham khảo cái Bootstrap ha. Và dưới này tôi chọn trong cái theme, tôi chọn là theme company. Lúc trước tôi làm cái minh họa này, cái bài tập này thì tôi cũng tham khảo cái này đó. Thì trong này người ta viết sẵn á, viết ha, người ta hướng dẫn mình ấy. Như vậy là muốn dùng CDN, có thể mình lấy về project của mình cũng được. Ở đây giả sử tôi dùng CDN, các bạn dùng CDN nha. Để tôi copy cái này, copy. Và trong này thì tôi bát thôi, không có gì hết. Đó. Tôi test nó trên cái index nha, tôi test trên index trước. Cho nên là chỗ này tôi mở tôi minh họa trên cái index. Chỗ này pass nó. Tiếp theo nữa thì mình phần bên trong. Thế thì lúc này tôi sẽ đi tham khảo cái thằng mà full code đó các bạn. Full code. Full code rồi mình tham khảo cho nó nhanh. Mình kéo xuống dưới cùng nó sẽ có full code, full source code ha các bạn. Đây. Đó, thì trên là nó hướng dẫn và có cái style này nè, style này. Nó chỉ cho mình style thêm để làm cái trang này. Thì mình sẽ lấy cái dữ liệu này, mình copy. Và về bên này á thì tôi cần phải có nơi chứa CSS, giả sử trong lần này giờ làm này tôi add một cái folder ha, folder của tôi. Đặt tên nó là content, ví dụ vậy đó ha. Và trong cái content này tôi nhấn nút phải tôi add một cái item item nha các bạn. Tôi muốn tạo CSS này, style tôi chọn cái này là tên là company company, để add
Và trong này thì cái CSS nãy tôi copy bên kia tôi bát vào đây. Đó, nó có hả? Đó. Và trong cái thằng tạm phải tắt mấy cái này đi, chưa cần thì mình tắt nha các bạn. Ở trong cái index này tôi muốn đưa thêm CSS của cái thằng này. Thì sau cái bootstrap này tôi chỉ ra. Cái này là link style sheet href sẽ bằng content, này là company, ổn ha, là dễ đúng không? Bây giờ cái phần CSS này nó cho rồi, mình đi mình chôm cái này thôi. Vậy tôi cần lấy một cái navigation ở bên trên, như vậy cái phần nav này tôi đánh dấu nav là để copy. Đó, copy hả các bạn, đang minh họa trên này. Như vậy trong body này cái thành phần này là navigation. Có một điểm, bây giờ vấn đề là bấm vào cái about thì nó phải chuyển đến about, bấm vào service thì nó phải chuyển đến service. Thế thì trong này tôi sẽ làm mấy cái LA đúng nhá. Đó. Ở đây thì mình tập dùng một cái này chính là HTML helper, tức là HTML chấm action link, tức là các cái liên kết đấy các bạn. Thì trong này khi mà mình mở ngoặc á thì nó có hướng dẫn này, đầu tiên là tên. À, như vậy là cái index của tôi sẽ có tên là about. Đó, phải. Cái thành phần thứ hai là action. Action của tôi trong trường hợp này chính là index. Như vậy là lúc đấy mình gọi là index đúng không? Là tên là index. Cái thứ ba của tôi, cái này nó chính là object ground value, tức là chỉ vào cái controller. Controller của tôi tên là default. Lúc ban đầu tôi tạo tên là default. Default. Được ha? Đó. Vậy thôi. À. Như vậy tôi có cái thứ nhất là như vậy. Thì copy nè. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Đâu rồi ta? Đây. Đúng cái nha các bạn. Thế thì cái đầu tiên là about, cái thứ hai là service. Services, đúng ha? Để tham số chỗ này là service. Cái action mà các bạn tạo cho controller ấy. À, cái thứ ba là portfolio. Hello, đúng không? Đúng không? Portfolio. Nhớ lộn nào các bạn. Và cái thứ tư là contact ha. Bên kia mình đặt tên là contact. Có thể nhìn, nếu mà mình ấy thì mình nhìn bên phải được này. Chỗ tôi đang hơi chuột này. Contact ha. Contact. Và như vậy chỗ này giả sử như mà contact information. Đặt chơi cho vui vậy ha. Có dài hơn thì các bạn. Đây là mình có cái menu ở đây này. Đó. Vậy với index thì tôi nhớ lại cái lúc mà tôi làm cái này nè. Không nhớ cái phần dữ liệu nó là cái gì đúng không? Này. Đấy, như là có company name với lại our value. Thì từ chỗ này tôi đi tôi chép cái phần người ta hướng dẫn đây. Company name. Đâu nhỉ? About community. Đây, đây chỗ about đây các bạn. Và cái phần mà our value chép đây. Đó. Cái này là của trang about này. Thì tôi chép vô cái chỗ này. Đấy, pass. Ổn đúng không? Đấy, như vậy là có thằng index. À, thằng thứ hai chính là thằng services. Services thì nó company không cần tắt nha, cái CSS không cần. Cái này thì như vậy là cái nap này nè. À, cái nap này thằng nào cũng giống nhau, cái CSS trên này thằng nào cũng giống nhau. Giờ chép một loạt luôn. Copy nhà services chỗ này. Đâu ta? Cái meta name này bỏ nè, không cần. Đúng nhỉ? Đấy. Cái này thì mình cứ xóa nha, copy cho nó nhanh. À, meta chép luôn. Đó. Rồi portfolio. À, chép này luôn. Và thằng contact chép này luôn. Và được ha. Thế rồi cái thằng mình chép cái nap thì giống nhau thì chép thôi. Copy. Thì dễ đúng không? Toàn là chép không có làm gì đâu. Mình chỉ hiểu tạo controller để mình điều hướng thôi chứ không có gì ghê gớm. Và chỗ này rồi cái service
sang bên này mình đây service đây các bạn, đấy cái phần service nó dạy cho mình làm, nó có mã đây mình chép cái phần mã đó. Service đúng không? Rồi portfolio đây, portfolio đầu ta sao nhiều quá. Rồi copy portfolio đây đấy. Portfolio thì lưu ý cái vụ hình này nha các bạn, hình à. Rồi contact đâu, contact này, contact đây copy bạn đúng ha. Nhưng đối với hình ấy, chỗ này mình phải có image, các bạn muốn tạo cái thư mục gì cũng được. Đây giả sử tôi tạo ra một cái thư mục tên là asset, tức là tài khoản tài sản của cái dự án này. Asset đúng ha. Và thằng này trong thằng này tôi có image, như vậy tôi sẽ new một cái folder là image đấy. Bây giờ tôi đào mấy cái hình xuống thôi các bạn, đào mấy cái hình đâu, hình của đây, cái hình ở đây, hình này Paris CMS đó, tôi lưu ở đây Paris. Cái thứ hai là New York. Cái thứ ba này chính là San Francisco đó. Để mình copy qua bên kia thôi các bạn, mấy cái mình vừa mới lấy được này, cái này là một, này là hai, này là ba, copy. Và trong project này mình pass cái image pass đúng chưa, là được ba cái này. Đối với cái Paris đâu rồi ta, portfolio à đây. Thế thì các bạn chỉ cần lấy cái Paris vào đây thì mình nắm cái Paris này, mình nắm mình lôi mình bỏ vào đây nè, đấy nó được đậm chỉ vào. Thế còn cái phần này thì mình muốn đưa lên trên này thì mình thay hay đúng không à. Rồi cái thứ hai là New York nè, đấy cái New York này thì từ đây đến đây tôi muốn đưa lên trên này, tôi xóa cái phần đi thì nó bỏ vào đây. San Francisco đây, và chỗ này thì tôi muốn dùng lại phần cũ của nó đây đó. Đây là xong rồi đó, có hình à. Có một điểm nhỏ các bạn, tức là tiêu đề này chạy thì nó sẽ có tên, cho nên chỗ này tôi sẽ đặt đây một cái tôi dùng một cái để truyền dữ liệu từ controller ra, tức là tôi sẽ a còng view bar và tôi đặt tên là title được ha. Đó, title hoặc là tên gì do mình đặt nha, tùy mình, tôi đặt tên như vậy đó. Thì mình vấn đề là mình đặt tên là gì thì lát mình nhớ ở trong controller mình gọi đúng cái tên đó. Đó, tôi truyền ra ngoài này, bên view tức là bên ngoài nhá, kia của tôi là bên trong, controller là bên trong. Và bây giờ tôi truyền vào cái view back vào đây, như vậy trong cái controller của mình đâu, đây index, thì trong này mình gán thôi các bạn, này view back chấm title sẽ bằng about us đúng không? Những cái thằng còn lại cũng giống vậy đó, truy cập vào service thì chỗ này mình viết là our services đúng không? Chỗ này thì portfolio được không? Đó, cái contact thì chỗ này thì contact information được ha, dễ đúng không? Rất dễ. Bây giờ chạy thử xem nó chạy thế nào. Đó thì tôi run thôi, hồi hộp đúng không ạ? Hồi hộp ha. Ồ
nó không biết cái URL của mình thử mình sửa cái này lại. Cái này là default. Default theo cái routing á ha. Default xuyệt index. Vô đúng không ạ? Vô nè. Đó. Bây giờ mình bấm một service cho nó chuyển không? Bấm một services. À. Chuyển nhưng mà sao đây không thấy. Nhấn nút phải vào inspect thằng này lên. Services có nè. À, thằng này chọn. Mình nhìn thấy cái phần inspect element có visibility là hidden à. Cái có nó có cái này. Lát nữa mình xóa cái CSS này đi ha. Này bỏ nó đi nha. Thì nó hiện bình thường các bạn, nó hiện bình thường. Rồi hiểu rồi đó. Nhờ chỗ này mình quay sang cái phần CSS content company đi tìm đại ca này. Mình tắt cái này đi. À. Trong này mình muốn tắt cái thuộc tính này đi. Thì mình tắt đúng ha. Mình đóng mình comment đó. Rồi mình refresh lại. Này chưa có cái default chỉ về gốc nữa các bạn, thành ra nó không tìm ra được cái đường dẫn kia. Cho nên bắt buộc phải có default xuyệt index. Rồi ok, bây giờ chạy được service. Đúng không? Nó mới tắt nè. Portfolio xinh đẹp liền, đúng chưa? Contact information. À bên dưới này có Google Maps đấy các bạn. Vào cái maps.google, các bạn đi tìm địa chỉ nhà mình gắn vô. Đây tôi tìm Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ giả bộ nhà mình là chỗ này đi. Là chỗ này mình share, mình lấy cái code embed a map. Copy ha, copy cái mã nhúng này. Thế sau đó mình quay trở về cái thằng contact dưới này thì mình thấy rằng nó là deep contact. Dưới này mình thêm cái row đi ha. Deep class này là row. Ok ha. Đó. Ở dưới này mình tạo cái deep nữa. Class chính là cái gì ta? Con MD 12 đúng không? À, mình bát này đây. Và cái width này là 100%. Đúng nhá. 100%. Đó. Cái mã mà mình truyền vào thực ra nó là một cái iframe các bạn. À, thằng Google nó tặng cho mình cái iframe để chọn vào cái bản đồ đến nhà mình. Ok. Đấy, thấy chưa? Thấy nhà mình chưa? Đây nhà mình đây. Đó. Ổn đúng không? Còn lại những cái khác các bạn tự điều chỉnh nha các bạn. À, như vậy là cái hướng dẫn đầu tiên này của mình thì thực ra mục tiêu của mình rất là đơn giản đúng không? Nắm được rõ mấy cái vấn đề về controller, biết tạo controller và hiểu về cái routing tức là cái điều tuyến, định tuyến để chuyển đến các cái mục tiêu, các cái nhóm, các cái mã nguồn thực thi cho mình ấy, trong cái controller đó. Và biết cách dùng các cái cú pháp. Lúc nãy tôi có dùng Razor là để tạo cái HTML helper đúng không? Rồi để trỏ vào gọi cái thằng viewback đúng chưa? Đó, và HTML helper thì mình nãy mình dùng cái đầu tiên này chính là cái gì ta? Action link đúng không? Đó. Như vậy thì cái bài hướng dẫn này đến đây là kết thúc ha. Chúc các bạn thực hiện tốt và hiểu rõ được cái việc định hướng, định tuyến của thằng controller cũng như là làm những cái view, ứng dụng lại những cái thức cookie đã dùng vào trong cái project của mình. Chào các bạn.